Tại Mỹ, chỉ những sản phẩm do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, gọi tắt là EPA, xác nhận là Safer Choice mới được coi là an toàn với sức khỏe con người và môi trường. Đây cũng là xu hướng sử dụng những sản phẩm chăm sóc gia dụng an toàn cho gia đình, môi trường được quan tâm hiện nay. Các sản phẩm phải đảm bảo về giảm thiểu ô nhiễm không khí và nguy cơ các bệnh hô hấp, có khả năng phân hủy sinh học, tiết kiệm, hạn chế sự hao phí nước, điện năng và chất thải ra môi trường, và có độ pH phù hợp, giảm thiểu gây kích ứng da, mắt hoặc thương tích khi sử dụng. Hiện tại, Việt Nam mới có hơn 40 sản phẩm gia dụng của Amway đạt được chứng nhận này với các tiêu chí an toàn cho người sử dụng và môi trường.